Let me explain. Let me tell you about the way it goes back. This morning we finished the first one, right view, right understanding. Now we are going to do the second one, right thought. You know, humans are thinking animals. Humans are thinking animal. Everybody think as long as he or she is alive. So we think a lot every day. Sometimes good, sometimes bad. Sometimes based upon loving kindness, compassion. Sometimes based upon anger, jealousy, and so on. Right thought, number two, path number two, way number two is good thinking, right thinking. If we think about our sensual pleasure, if we think about what do you see, what do you look at, what do you hear, what do you smell, what do you taste, what do you touch, about such kind of sensual pleasure, sense pleasure. That is, in this case, everybody does. But right thought is against it. No sensual pleasure. That is loving kindness. The thought, it is, etc. No thought of anger, as well as no thought of harm, making other harmful. So, in this case, right thought means thought of what we call renunciation, thought of no anger. That is thought of loving kindness and thought of harmlessness. Tôi nghĩ buổi sáng hôm nay chúng ta đã đi qua, chúng ta bắt đầu nói về con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Và trước tiên là phần chánh kiến, như chúng ta đã biết đó là phần chúng ta đã được trình bày. Và bây giờ trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về chi thứ hai trong bát chánh đạo, đó là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về điều thiện hay là điều bất thiện. Tuy nhiên về điều thiện không phải là điều bất thiện. Vì một vì chúng ta không phải loài người, nó khác với chúng, khác với loài thú ở một chỗ là khi có đôi lúc chúng ta suy nghĩ
và hành động với tâm từ, nhưng mà cũng có đôi khi chúng ta suy nghĩ và hành động với tâm tham, tâm sân và tâm si. Còn đối với đôi con thú thì đa phần là nó suy nghĩ về tâm bất thiện nhiều hơn. Chính vì vậy cho nên khi mà sanh làm thú, cái tà tư duy của nó nhiều hơn và nó khó sanh trở lại làm người. Còn con người của chúng ta đó, những ai mà cái thời gian mà sống với tâm thiện nhiều đó, thì chắc chắn là cái người đó, cái khả năng mà họ sanh trở lại làm người tốt hơn. Còn những ai mà sống với tâm bất thiện càng nhiều chừng nào thì sống như thú, nghĩa là mình chỉ biết sân hận tham sân si thôi. Do vậy cho nên Ngài nói rằng đó là một người mà có chánh tư duy là gì? Một người là có chánh tư duy là người luôn luôn suy nghĩ với cái tâm không có dính mắc. Cho dù là sắc thinh hương vị xúc, đối với người đó thì đó phải ý thức được rằng tất cả những thứ đó nó đều là vô thường, nó không đáng để cho mình phải dính mắc. Hay là một người luôn luôn suy nghĩ với cái tâm từ, đó là luôn mong mỏi cho chúng sanh khác được sự an lạc, và mình không có một cái suy nghĩ không tốt về chúng sanh khác. Và suy nghĩ với cái tâm bi, đó là với cái tâm mà không muốn, không bao giờ nghĩ đến làm tổn thương chúng sanh khác. Đó là hại tư duy. Hại tư duy có nghĩa là một người thường xuyên không bao giờ suy nghĩ rằng là những chúng sanh để làm đau khổ chúng sanh khác. Do vậy khi mà chúng ta tu tập về bát chánh đạo, con đường dẫn đến sự giác ngộ, thì điều đầu tiên chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình từ cái suy nghĩ bản năng để trở thành một cái suy nghĩ có được rèn luyện, có được sự hướng dẫn, có được sự dạy dỗ, có được sự tu tập. Và cái suy nghĩ đó chính là gì? Đó là cái suy nghĩ đúng, luôn luôn suy nghĩ không tham, không sân và không não hại. If you think about generosity, if you think about loving kindness, if you think about harmlessness, that is right thought. If you are thinking is about sensual pleasure, about anger, about harmfulness, do not think. In this case, some by chance who are thinking about sea in fishing or hunting, he may think about how to fish, how to hunt. Such kind of thinking is not right according to Buddha's teachings. But you are thinking about generous act, moral act, meditational act, that is right thinking. See, before this retreat starts, then all of you, I'm sure, have thought, oh, I am going to join the retreat. I'm going to train my body, my speech, and my mind. Such kind of thought is right thought. So do not think about negativity, but think about positivity. Quý vị, nếu chúng ta luôn suy nghĩ với cái tâm rộng lượng, không hẹp hòi, không có dính mắc, không có chấp thủ,
Nếu chúng ta luôn luôn sống với tâm tư, luôn luôn nghĩ đến cái sự hạnh phúc của người khác, nếu chúng ta sống với tâm vô hại, có nghĩa là không nghĩ đến hại người, thì điều đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, xin lỗi. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn sống với cái tâm tham đắm, dính mắc, chúng ta luôn luôn sống với cái tâm sân hận, chúng ta luôn luôn sống với cái tâm nghĩ phải làm cho người khác đau khổ, thì đó được gọi là tà tư duy. Ngài lấy ví dụ khi một người có tà tư duy, khi họ nghĩ về biển, họ nghĩ đến việc câu cá, đó là tà tư duy. Nhưng mà đối với một người có chánh tư duy, thì khi họ suy nghĩ về biển, bản chất nó chỉ là biển, chỉ là thiên nhiên mà thôi. Và cũng vậy, khi mà chúng ta nghĩ đến về núi rừng, thì một người tu nghĩ rằng đây đó là những nơi thanh vắng, cần sự tu tập yên tĩnh. Nhưng mà đối với một người thợ săn, họ có tà tư duy, họ nghĩ rằng nơi rừng, núi rừng chính là nơi mà có thể họ làm tổn hại chúng sanh khác được. Thì cũng vậy, khi một người mà họ nghĩ về món ăn, thì đối với một cái người tu, họ nghĩ rằng là thức ăn là chỉ để sống. Nhưng mà đối với một người không tu, họ nghĩ thức ăn này để thỏa mãn cái vị giác bằng cái ái dục của họ, cái được gọi là tà tư duy. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn rèn luyện, chúng ta phải luôn luôn tập luyện cái suy nghĩ của mình. Khi mình đối diện với cái cảnh, cũng với cái cảnh đó, nhưng mà với cái người mà có tà tư duy, họ sẽ suy nghĩ khác, và với người có chánh tư duy, họ sẽ suy nghĩ khác. When we practice meditation, our mind is on our own meditation object. That is not thinking. Please, careful. We think about good and bad a lot, but meditation is actually witnessing, observing you are breathing in and breathing out. You witness it. Oh, breathing in, breathing out. You are watching it. You are observing it. You are witnessing it. That's all. So in Buddhist sense, meditation, mind is good, not good, no, not bad. It is what we call neutral. So that is not a thought. That is neutral meditation mind. Please do not confuse with normal thinking and meditational mind. Meditational mind is not good, no bad. It is neutral. So we are practicing our mind in the neutral state. Our mind is, our mind should be in the neutral state by witnessing, by observing, by watching. That's all. Because of it, we do not feel bad as well as we do not feel good, but we feel neutral. Thưa quý vị, khi mà chúng ta hành thiền, thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ tập trung vào đối tượng, chúng ta không tự xung suy nghĩ điều gì hết. Nó sẽ giúp làm cho chúng ta giảm thiểu đi được cái tà tư duy. Vì lúc bấy giờ chúng ta chỉ có suy nghĩ về một cái đối tượng thôi. Đó là chẳng hạn chúng ta niệm hơi thở, thì chúng ta chỉ nghĩ đến niệm hơi thở. Chúng ta đâu có tham đắm gì với cái hơi thở. Chúng ta cũng không có sân hận, và đối hơi thở không có lý do gì để chúng ta suy nghĩ để chúng ta hại cái hơi thở hết. Cho nên nếu mà chúng ta hành thiền càng lâu chừng nào đó, thì cái thời gian chúng ta sống thiện càng nhiều chừng đó, và chúng ta làm giảm bớt đi cái thời gian sống với bất thiện pháp. Và nói cách khác hơn đó, lúc chúng ta hành thiền
là chúng ta giảm bớt đi cái thời gian có tà tư duy. Chúng ta giảm bớt tại vì trong đời sống thường ngày của chúng ta đó, tà tư duy luôn luôn sanh khởi trong từng giây phút một. Ít bao giờ trong ngày mà chúng ta có chánh tư duy. Nhưng nếu mà chúng ta không thích cái này thì chúng ta cũng ghét cái khác. Chúng ta cứ thích và không thích, thứ thích và không thích. Chứ chúng ta ít bao giờ có cái trạng thái neutral, là cái trạng thái bình thường đó. Cái trạng thái ở trong một cái mức độ mà không thích và cũng không thích. Mà một người hành giả tu thiền là phải ở trong cái mức độ ở chính giữa, là thấy cảnh, thấy sắc, cũng không ở trong cái thích và cũng ở trong không có thích. Cái neutral được xem là đó là một cái tâm xã. Đó là một cái nhìn mà không có thiên lệch bên trái hay là bên phải. Do vậy mà Ngài nói rằng là chúng ta hãy tập trung tâm hành thiền. Hành thiền chừng càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Bởi vì chính cái thời gian hành thiền đó, đó là cái thời gian mà chúng ta tu tập về bát chánh đạo. So let us train our mind to fix in the neutral state. What I mean is, it does practice meditation. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sau cái phần thuyết pháp, chúng ta đã bắt đầu từ pháp của sáng hôm nay, đó là chúng ta hành thiền.